áp à, Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư áp tại nghe áp về rách Thầy xin được chào tất cả các em Ở trong buổi ngày hôm nay thì là chúng ta sẽ chuyển sang cái chỗ chương số 2 của về giải tích lớp 12 đó chính là phần lũy uh, thừa mũ và logarit và trong cái nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần lũy thừa là cái bài giảng đầu tiên vật lý thuyết và các phép toán cơ bản các em nhé. Thì nó bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung chi tiết của bài ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cái phần lý thuyết đó chính là số mũ thừa với cái số mũ nguyên đúng không ạ? Thế nếu mà thầy có một cái số A là một cái số thuộc tập sắc tập R đúng không ạ? Tức là có thể là số âm số dương đúng không ạ? Với cái N này thuộc N sao. Tức là cái số mũ của chúng ta nó là một cái số mũ nguyên dương các em nhé. N sao là những cái tập số mà 1 2 3 4 5 đúng không ạ? Bắt đầu từ số 1 và nó là số nguyên nhé. Thế thì khi đó là chúng ta sẽ có là A mũ N thì nó sẽ bằng là A cái thừa số à, nó bằng n cái thừa số a nhân với nhau đúng không à. ạ thầy lấy ví dụ là a mũ 3 thì nó sẽ là ba cái số a nhân với nhau thế còn a mũ 4 nó sẽ là bốn con số a nhân với nhau thế còn a mũ n thì nó sẽ là n con số a nhân với nhau nhé yeah. đấy thì chúng ta có cái tính chất đầu tiên là như vậy đúng không à. ạ à, chúng ta sẽ có cái số lũy thừa với số mũ nguyên âm và lũy thừa với số mũ không yeah. nhé. Thì bây giờ nếu mà cái số đối với số mũ nguyên âm và À, số mũ không thì chúng ta sẽ có là phải a nó phải khác không em nhé Để, nếu mà ví dụ như mà a mà nó bằng không thì nó ví dụ không mũ âm hai hay là không mũ âm ba này nó không có nghĩa đúng không ạ thì khi đó là chúng ta sẽ có là a mũ chế n thì nó sẽ bằng là một chia cho a mũ n đúng không ạ và a mũ không nó phải bằng một nhé bất cứ một cái số nào mũ không thì nó đều bằng một đúng không ạ thì anh em lưu ý cho thầy là ở trong cái trường hợp này a của chúng ta nó phải khác không tức là cái cơ số a nó phải khác không nhé rồi uh, chúng ta sẽ có là không mũ không và không mũ chiến n thì nó không có nghĩa đúng ạ. Thế cho nên là nếu mà trong cái quá trình mà các em làm bài mà nó có cái những cái đáp án là không mũ không hay là không mũ chiến n thì em sẽ gạch bỏ những cái đáp án đi luôn nhé. Bởi vì là hai này nó, nó không có nghĩa, Thế em nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một số những cái tính chất uh, cơ bản của cái phần mỹ thừa này, Các em nhé. Ở đây là thầy có hai số dương a và b và các cái số mũ uh, alpha và beta thuộc r đúng ạ. Thế thì khi đó là chúng ta sẽ có là a mũ alpha mà nhân với a mũ beta thì nó sẽ bằng là a mũ alpha cộng beta thì là những cái công thức này rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Đấy trong cái chương trình toán cho cơ sở này các em cũng đã được học những cái công thức này rồi đúng không ạ? Thế bây giờ là a mũ alpha chia a mũ beta thì nó sẽ bằng là a mũ alpha trừ beta em nhé. Thế còn a nhân b tất cả mũ alpha thì nó sẽ bằng là a mũ alpha nhân với b mũ alpha. a trên b tất cả mũ alpha thì nó sẽ bằng là tách riêng ra là a mũ alpha chia cho b mũ alpha. Thế còn là A mũ alpha xong lại mũ beta Thì uh, các em sẽ bằng là A mũ beta mũ alpha Và nó sẽ bằng là A mũ alpha nhân beta nhé. Đấy thì là Cái công thức này và công thức này thì các em phân biệt nhé Đây là A mũ alpha nhân A mũ beta Thì là các em sẽ sử dụng là dấu cộng ở trên mũ đúng không ạ Thế còn ở đây là A mũ alpha xong lại tất cả mũ beta Thì nó sẽ bằng là A mũ alpha nhân beta Đấy nhé Đấy như vậy là những tất cả những công thức này là chúng ta phải nhớ hết thì là trong quá trình mà các em làm bài tập thì là các em sẽ vấp phải những cái bài mà các em cần phải sử dụng những công thức như thế này nhé yeah. rồi à, uh, uh, các em lưu ý là một cái bất đẳng thức là nếu như mà chúng ta có a lớn hơn một thì uh, muốn a mũ alpha lớn hơn a mũ beta thì chảy xảy ra khi alpha lớn hơn beta thôi thế còn ngược lại nếu như mà không mà nhỏ a nhỏ một nhé không nhỏ a nhỏ một thì a mũ alpha nó sẽ lớn hơn a mũ beta Đấy, nó sẽ ngược lại là khi alpha nhỏ hơn beta đúng không ạ? như vậy là các em lưu ý là đối với cái dạng bất phương trình mũ thì à, nếu như mà à, a mà lớn hơn một tức là cái cơ số của chúng ta lớn hơn một thì à, chúng ta sẽ xuôi theo chiều của cái bất đẳng thức tức là chúng ta sẽ lấy alpha lớn hơn beta. Thế còn cái cơ số của chúng ta mà nằm trong cái khoảng từ 0 đến một thì giờ chúng ta sẽ lấy gì đây? À, ngược chiều của bất đẳng thức là alpha nó sẽ nhỏ hơn beta nhá đấy Thế và tất nhiên là cái cơ số là a và b của chúng ta là nó phải là gì đấy Những cái cơ số dương rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái dạng bài tập cơ bản ở trong cái nội dung của bài ngày hôm nay các em nhé. Nào, chúng ta sẽ đến tính toán này. À bây giờ là chúng ta sẽ phải tính cái giá trị biểu thức đó là căn bậc 6 của 14 và căn bậc 6 của 16, đúng không ạ? Thì là rất là đơn giản thôi thì các em sẽ thấy là căn bậc 4, 6 của 4 này nhân căn bậc 6 của 16 thì thầy sẽ tách thành là căn bậc 6 của 4 nhân với gì đây? 4 nhân với 16, đúng không ạ? tức là chúng ta sẽ gộp bởi vì nó đều là căn bậc 6 thì chúng ta đưa vào trong căn bậc 6 luôn các em nhé thế thì 4 x 16 thì nó chính là 2 mũ 6 đúng không ạ 4 thì là 2 mũ 2 16 thì nó là 2 mũ 4 2 cộng 4 là 6 thì như vậy là chúng ta sẽ có kết quả nó sẽ bằng 2 nhé Đấy, bài này rất là đơn giản đúng không ạ rồi bây giờ chúng ta sẽ đến câu số 2 này à, cũng là một câu tính giá trị của biểu thức Đấy, thì các em có thể quan sát cái đề bài ở trên bảng đúng không ạ thì là chúng ta sẽ sử dụng cái công thức thôi cái công thức vừa nãy mà chúng ta mới nướt qua đúng không ạ thì là chúng ta sẽ sử dụng công thức như sau là, là 5 mũ âm 2 phần 3 tất cả mũ âm 3 đấy thì các em sẽ tách thành là âm 2 phần 3 nhân với âm 3 đúng ạ thì nó chỉ còn là 5 mũ 2 thôi bởi vì các em đấy âm 2 phần 3 nhân âm 3 thì nó là dương 2 đúng ạ thế tương tự như vậy ở đây này chúng ta có là 0,2 mũ 3 phần 5 xong lại mũ âm 5 thì nó lại thành là 0,2 mũ gì đây âm 3 bởi vì là 3 phần 5 mà nhân với âm 5 thì nó sẽ bằng âm 3 thì các em lại thấy là cái 5 mũ 2 này thì thầy giữ nguyên thế còn là 0,2 mũ âm 3 này thì nó chính là 1 phần 5 mũ âm 3 đúng không ạ đấy thì nó sẽ bằng là 5 mũ 3 luôn các em nhé đấy 1 chia cho A mũ N đấy, A mũ chia N đúng không ạ thì nó bằng gì đấy à, 1 chia cho A mũ chia N thì nó bằng A mũ N thế như vậy là chúng ta có là 1 phần 5 mũ âm 3 thì nó chính là 5 mũ 3 nhé thì là các em cộng hai kết quả kia ra đáp án của chúng ta là 150 đúng không ạ những bài này nó rất là dễ cho nên là chúng ta cũng không có nhiều cái để để nói ở đây đâu đã thậm chí là các em có thể dùng sử dụng máy tính các em bấm được ra kết quả luôn nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ đến câu số 3 này tính giá trị của biểu thức là 81 mũ âm 0,75 này đấy cộng với cả 1 phần 625 mũ âm 1 phần 4 và trừ đi 1 phần 32 mũ âm 3 phần 5 đúng không ạ chúng ta sẽ làm như sau này đấy, cái đề bán như thế này đúng không ạ Thì các em sẽ biến đổi là cái 81 này Thì nó sẽ thành là 3 mũ 4 Đúng không ạ Thì mũ âm 3 Âm 0.75 thì nó chính là âm 3 phần 4 Đấy tương tự như vậy là 1 phần 625 Thì nó chính là 5 mũ âm 4 Và mũ âm 1 phần 4 Và 1 phần 32 thì nó chính là 2 mũ 5 Đúng không ạ Mũ âm 3 phần 5 Thế bây giờ là chúng ta sẽ thế này Chúng ta nhân ra thôi 4 nhân âm 3 phần 4 là âm, là âm 3 này 3 mũ âm 3 này Âm 4 nhân âm 1 phần 4 nó là uh, dương 1 đúng không ạ thì thầy thấy viết số 5 luôn thế còn là âm 5 nhân với cả âm 3 phần 5 thì nó là gì đây 2 mũ 3 đúng không ạ đấy âm 5 nhân âm 3 phần 5 là 3 rồi như vậy là các em cộng những cái kết quả này lại đúng không ạ cái này nó là gì đây nó là 1 phần 27 này cộng 5 và trừ 8 thì nó ra kết quả là âm 80 phần 27 nhé đấy thì mục đích của những cái bài toán này để các em có thể nhớ lại những cái công thức các em nhớ được những cái công thức mà ở trong ở cái phần đầu mà chúng ta đã đi qua nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ đến câu số 4 này tính giá trị của biểu thức đúng không ạ đấy thì các em có thể quan sát cái à, biểu thức này trên bảng nhé nó là một cái căn bậc hai xong bên trong nó có một số những cái căn nữa đúng không ạ thì bây giờ là cách làm của chúng ta đấy thì là các em sẽ phá cái căn từ từ ra cho thầy đúng không ạ đấy cái căn bậc hai này là thầy cứ để cái căn bậc hai to như thế này nhé thế còn cái căn năm này thì chúng ta sẽ phá ra thành năm mũ một phần hai đúng không ạ đấy anh căn năm này năm mũ một phần hai này thế còn là căn bậc bốn xong lại của à, căn bậc 2 của 5 thì nó sẽ thành là 5 mũ 1/8. Đúng à. không ạ? Các em sẽ lấy là 4 nhân 2 ở đây thì nó sẽ là 8. Các em đưa 5 ra ngoài thì nó phải là 1/8 nhé Thì tương tự như vậy là chỗ này là có à, 1 và có có 2 và có 5 thì như vậy đây là phải là 5 mũ 1 phần gì? 1/10. Ở đây dấu chia thì thường chúng ta vẫn để dấu chia ở đây. Và tất cả là mũ gì đây? Mũ 10 thì là chỗ này chúng ta vẫn cứ để là mũ 10 nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phá tiếp này. Thì các em sẽ thấy là 5 mũ 1 phần 8 chia cho 5 mũ 1 phần 10 thì là các em sẽ lấy là 5 mũ 1 phần 8 trừ đi 1 phần 10 đúng không ạ? Thì 1 phần 8 trừ 1 phần 10 là 1 phần 40 Thế như vậy là chúng ta sẽ là đây, đây à, có là 5 mũ 1 phần 40 mũ 10 Thế như vậy nó là 5 mũ 1 phần 2 nhân với 5 mũ 1 phần 4 Và à, lúc này là các em sẽ lấy cái gì đây? 1 phần 2 cộng với cả 1 phần 4 thì nó là 5 mũ 3 phần gì? 3 phần 4 đúng ạ? À. Thế sau đó căn bậc 2 của 5 mũ 3 phần 4 thì các em sẽ lấy là 5 mũ 3 phần 4 chia cho 2 thì nó thành là 5 mũ 3 phần gì đây? phần 8 đúng không à. ạ? Đấy thì là cái bài này là chúng ta sẽ sử dụng à, cũng là sử dụng những cái công thức cơ bản ở trong cái phần mà à, một số công thức tính toán đúng không à. ạ? Rồi, nó cũng không có nhiều cái để nói đâu, nhớ nó rất là dễ, thậm chí là các em có thể sử dụng máy tính để chúng ta bấm được ra kết quả đúng không à. ạ? Tất nhiên là máy tính thì nó sẽ không thể nào cho à, các em cái kết quả nó là 5 mũ 3 phần 8 được mà đề bài nó sẽ hay cho là bằng 5 mũ a trên b đúng không ạ trong đó ab tối giản thì nó bảo là a bình cộng b bình bằng bao nhiêu thì như thế là chúng ta vẫn cứ phải giải theo cái con đường như thế này các em nhé rồi nó bây giờ chúng ta sẽ sang cái câu số 5 là cái một cũng là một câu tính giá trị biểu thức thì là nó có rất nhiều những cái căn đúng không ạ thì là cách nào của chúng ta thì nó hoàn toàn là tương tự như thế các em nhé thì là chúng ta có là đây là căn bậc 3 của 2 phần 5 đúng không à. ạ? căn bậc 7 của 2/5 này. Xong lại bên trong lại có căn bậc 3 của 2/5 phần 5 và tất cả nhân với 2/5. Đúng không à. ạ? Thế thì là bây giờ chúng ta sẽ phá căn từ từ ra các em nhé. Chúng ta hãy thế này là phá thật là từ từ. Thế bây giờ là cái căn bậc 3 này, cái căn này là cái căn sâu nhất. Đúng không à. ạ? Căn này là ở trong hai cái lớp căn thì thầy sẽ phá cái này trước này. Thì nó là 2/5, đây là mũ 3 thì là đâm ra là 2/5 mũ 1/3. Đúng không à. ạ? thì nhân 2 phần 5 thì còn tất cả những cái thông số bên ngoài chúng ta giữ nguyên chúng ta chỉ có phá cái anh căn ở bên trong sâu nhất thôi đúng không ạ Thế thì bây giờ là tiếp theo là chúng ta lại phá tiếp đến cái gì đây à, chúng ta sẽ cộng hai ngày lại đúng không ạ đấy chúng ta chưa phá vụ chúng ta khi mà có được cái kết quả như này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cộng chúng lại đúng không ạ thì ở đây là các em thấy là chỗ này là 2 phần 5 mũ 1 và chỗ này là 2 phần 5 mũ 1 phần 3 thì các em sẽ đem 1 cộng với 1/3 đúng không ạ? Thì nó sẽ thành là 2/5 mũ 4/3. Tương quan tất cả những cái khác này chúng ta lại giữ nguyên nhá. Đấy tiếp theo này thầy sẽ tiến hành là phá cái căn này ra. Đây là căn bậc 7 đúng không ạ? Bây giờ này chúng ta chỉ có dư nhất một anh ở trong căn bậc 7 thôi. Thì là chúng ta sẽ phá cái căn bậc 7 ra. Thì các em thấy ở đây nó là 4/3 mà ngoài là căn bậc 7 thì nó đâm ra nó thành là 4/21 nhá. Đấy. Thì chỗ này nó sẽ là 4/21 2/5 Đấy, tất cả mũ 4 phần 21. Đúng không à. ạ? Đấy, thì chỗ này bên ngoài của nó nó có 2 phần 5 thì chúng ta kệ nó thôi. Đúng không à. ạ? Thế bây giờ là chúng ta sẽ cộng hai ngày lại với nhau. Đây là 2 phần 5 mũ 1 và đây là 2 phần 5 mũ 4 phần 21. Thì các em lấy 4 phần 21 cộng với 1. Đúng không à. ạ? Đấy, thì đâm ra là nó sẽ còn là gì đây? Nó sẽ còn là ha nó sẽ còn là kem cộng 1 nó là 25 phần 21 đúng không à. ạ? Sau đó là kem bỏ cái căn bậc 3 đi luôn thì là 25 phần 21 nhân 3. Đấy, 21 x 3 này nó thành 63 Đúng không ạ? Thì chỗ này nó sẽ là 2 phần 5 Mũ 25 phần 63 Sau đó là các em lại nhân tiếp 2 phần 5 Thì lúc này chúng ta sẽ lấy 2 phần 25 phần 63 cộng thêm 1 Đúng không ạ? Đây là 2 phần 5 mũ 1 Thì nó là 22 phần 5 mũ 88 phần 63 Đúng không ạ? Đấy, thì đây chính là cái kết quả cuối cùng của chúng ta Thế các em lưu ý nào Trong cái bài thi đấy ở trong cái bài kiểm tra ấy, thì là người ta sẽ cho như một cái biểu thức như này nhưng mà người ta sẽ cho là bằng ví dụ là hai phần năm mũ a trên b đúng không ạ sau đó người ta sẽ hỏi các em là khi đó là cái tổng a cộng b bằng bao nhiêu hoặc là cái hiệu a trừ b bằng bao nhiêu thì bắt buộc các em vẫn phải đi theo cái con đường là chúng ta phải làm tự luận như này đúng không ạ các em phải giải ra các em phải biết sử dụng công thức đúng không ạ chúng ta phải biết cách tính toán bằng tay chứ không phải là bằng máy tính nhé đấy cho nên là đấy là lý do tại sao mà À, có một số bạn bảo là thấy ơi cái bài này em dùng máy tính em bấm ra kết quả đúng ạ. Thế tuy nhiên nếu như mà ở đây nó cho dưới dạng là a chia cho b, nó hỏi a trừ b bằng bao nhiêu thì máy tính nó sẽ chịu, các em nhé, nó sẽ không làm được đâu. Thế cho nên là chúng ta phải gì đây? Chúng ta phải học, đúng ạ, chúng ta phải học, chúng ta giải được bằng tay thì còn sau này thì là chúng ta sẽ học tiếp những cái phần mà giải nhanh bằng máy tính. Thì như thế là chúng ta vừa có những cái kỹ năng cần thiết, đúng ạ, lại chúng ta lại vừa có cái phương pháp giải nhanh thì nó sẽ là hiệu quả nhất các em nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái câu số 6 này cho a và b là hai số thực khác không biết là 1 phần 125 của a bình cộng 4 ab nó bằng căn bậc 3 của 625 của 3 a bình trừ 10 a bây giờ hãy tính tỉ số a trên b thì em thấy là cái bài này thì máy tính nó chịu chết rồi đúng ạ đấy chúng ta phải gì này chúng ta phải tiến hành chúng ta gãy tay thôi Thế em nhé cái gì ở đây là kem có này 1 phần 125 mũ A bình cộng 4AB nó bằng căn bậc 3 của 625 của 3 AB, A bình trừ đi 10 AB đúng không ạ Thế thì bây giờ thầy sẽ biến đổi này 1 phần 125 thì nó chính là 5 mũ trừ 3 đúng không ạ Thì là chúng ta sẽ tiến hành nhân trừ 3 với A bình cộng 4AB thôi Đấy thế tương tự như vậy là chúng ta có 625 này nó chính là 5 mũ 4 đúng không ạ Thế mà bên ngoài có căn bậc 3 thì nó thành là 5 mũ 4 phần 3 nhân 3 bình trừ 10 AB đúng không ạ đấy bên ngoài cái mũ số mũ như nào thì thầy, thầy vẫn giữ nguyên cậy nó nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ cho là hai cái số mũ này bằng nhau thôi đúng không ạ đấy chúng ta tất cả đều là năm mũ thì là các em sẽ cho là hai cái số mũ bằng nhau thì đâm ra chúng ta sẽ có một cái phương trình đấy, các em sẽ cho hai cái số mũ này bằng nhau và chúng ta biến đổi chúng ta gì đây tiến hành quy đồng và chuyển vế thì chúng ta sẽ được một cái phương trình cuối cùng đó chính là 7 a bình trừ bốn phần ba ab bằng không các em nhé Thế thì khi đó là chúng ta sẽ có ngay là A trên B nó sẽ bằng gì đây? 4 phần 21 Đúng không ạ? Đấy thì đấy chính là cái tỷ số A trên B của chúng ta nhé yeah. Rồi Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 7 này à, Chúng ta sẽ có là một cái bài toán mà yêu cầu là tính Đúng không ạ? Chúng ta có 217, 2017 giai thừa Nhân với 1 cộng 1 phần 1 mũ 1 1 cộng 1 phần 1 mũ 2 chấm 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 nhân đến 1 cộng 1 phần 2017 mũ 2017 đúng không ạ được viết dưới dạng là A mũ B thế khi đó A B là bộ số nào đúng không ạ tức là người ta sẽ không cho các em kết quả đâu mà người ta sẽ cho dưới dạng như thế này để mà chúng ta phải làm tay các em nhé nếu mà cho kết quả thì là các em đôi khi các em có thể sử dụng máy tính bấm được đúng không ạ thế nhưng mà nếu mà cho kết quả cho dưới dạng như thế này thì các em phải sử dụng máy cầm tay sử dụng đúng tay đúng không ạ nào bây giờ chúng ta tiến hành nhé thì các em thấy này chúng ta có là 2017 giai thừa nhân với 1 cộng 1 phần 1 này, nhân 1 cộng 1 phần 2 như lại mũ 2 đấy nhân đến 1 cộng 1 phần 2017 phải là mũ 2017 đúng không ạ Tất nhiên là nó có thể cho là 1 cộng 1 phần gì đấy 2018 mũ 2018 thì chỗ này phải là 2018 giai thừa vân vân đúng không ạ Tức là cái mô típ của cái dạng bài này nó là như thế em nhé Thế thì là thầy sẽ tiến hành biến đổi như sau này à, uh, 2017 giai thừa thầy giữ nguyên nhé yeah. Thế còn 1 cộng với cả 1 phần 1 mũ 1 thì chẳng qua nó là 2 phần 1 thôi mũ 1. cái tương tự như vậy chỗ này chúng ta sẽ tiến hành cộng 1 lên thôi. Thì nó sẽ là 3 phần 2 mũ 2. Và đến cái anh này nó sẽ là 2018 phần 2017 mũ 2017. Đúng ạ, tức là trên tử nó sẽ lớn hơn dưới mẫu là một đơn vị Và cái số mũ nó chính là bằng cái số ở dưới gì? Dưới mẫu nhá Đấy, thì là chúng ta có một cái quy luật như thế này Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phân tích tiếp này Nó là 2017 giai thừa Đấy, nhân với 1 phần 1, nhân với 1 phần 2, nhân 1 phần 3, nhân 1 phần 2, 16. Tại sao lại như thế? Thì các em quan sát này, chúng ta có là ở đây là chúng ta có là 2 mũ 1 mà chia cho 2 mũ 2. Đúng không ạ? Thì nó sẽ còn là 1 phần gì đây? 1 phần 2. Đúng không ạ? Ở chỗ này chúng ta sẽ có 3 mũ 2 và tiếp theo nó, nó sẽ là 4 phần 3 mũ 3. Thế như vậy ở đây có 3 mũ 2 và một anh nữa là có 3 mũ 3 dưới mẫu thì chỗ này nó phải là một phần gì? 1 phần 3. Đấy, cho đến khi mà chúng ta đến 2017 phần 2016 này, các em thấy này, ở chỗ này là 2017 mũ 2016, nhưng mà ở dưới mẫu là có 2017 mũ 20 gì đấy, 17 thì nó sẽ thành là 1 phần gì đây? À, nó sẽ thành là 1 phần 2017 đúng không ạ? Đây, 1 phần 2017 này. Và chỗ này là chúng ta còn 2018 mũ 2010 gì? 2017 nhá. Đấy thì chúng ta sẽ có một cái quy luật như thế này. Thì, thì kết quả của chúng ta nó sẽ là gì đây? 2017 giai thừa này nhân với cái gì đây? Tất cả cái 1 x 2 x 3 x 2016 x 2017 này đấy thì nó chính là 2017 giai thừa. Các này, các cái dưới ở dưới mẫu này, này là những anh này, 1 x 2 x 3 nhân đến 2016 nhân đến 2017 thì nó chính là 2017 giai thừa. Thì đâm ra kết quả của chúng ta là chỉ còn là 2018 mũ 2017 thôi. Như vậy là cái bộ số A và B ở đây thì A bằng 2018 và B nó sẽ bằng cái gì đây? 2017, các em nhé. Rồi đấy như vậy là chúng ta có là a bằng 2018 và b bằng 2017, đúng không ạ? Từ đấy là chúng ta sẽ khoanh được đáp án đúng rồi, đúng không ạ? Rồi thế như vậy là trong cái buổi ngày hôm nay là chúng ta đã học một số những cái công thức tính toán cơ bản về cái hàm số lũy thừa, các em nhé. Thì là những cái bài toán này đưa ra để các em có thể nhớ được những cái công thức, đúng không ạ? Những cái công thức đấy rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta không nhớ được thì là trong cái quá trình mà các em làm bài tập nhất là sang những cái dạng toán nó phức tạp hơn thì là chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn các em nhé. thì thầy hy vọng là sau cái bài giảng này thì các em sẽ à, à, nhớ được những cái công thức mà ban đầu mà thầy nói để chúng ta vận dụng vào các em làm bài tập nhé. thì thầy xin kết thúc cái bài giảng ngày nay tại đây. Xin chào các em và chúc các em học tốt. khóa học việt dách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh, trải nghiệm ngay khóa học của việt